it on the map. Rồi, xin chào mọi người. Chúng ta sẽ xuất phát đi qua hướng bên biển. Các bạn có thể thấy ở sau này là khu đồi cát này. Rồi đây, hướng bên này là hướng biển. Hiện tại chúng ta đang ở độ cao 18m và tôi sẽ lên đến độ cao 30m. Vừa phải để khỏi đụng các ngôi nhà. Rồi mình đã đạt được độ cao rồi. Bắt đầu đi khám phá khu resort nào. Cho cao lên xíu thì 50m đi. Đây, thấp. Đây tôi sẽ cho nâng độ cao lên 60m. Hiện tại là chúng ta đã đi được quãng đường 300m. Rồi độ cao như vậy chắc là vừa đẹp. Chúng ta sẽ cùng đi khám phá nguyên một dải resort ven biển. Đi chắc đến trường km quay về đi. 800 thôi, xa quá. Nhưng chưa xa. Đây nè. Không mà sống nữa là đi tìm trời luôn. Cho nó quay ra biển bên ngoài kia. Rồi, để tôi sẽ... Mùi nẻ đâu ta? Đây. Đây là cái phần mùi nẻ nè. Quay ngược lại, khu bên này là khu đồi núi. Vô khu resort này rất là nhiều dừa. Trăm mét rồi. Trời ơi, thôi đi xuống đi. Đang quay đi về, đi là đi xá. Quay về đi. Đang đi về đây mà. Ô, khu này đẹp quá. Kêu về đi. Bây giờ cái chuyến này thì mình sẽ bay tổng quát cho các bạn xem tất cả các khu resort. Rồi cục pin khác thì mình sẽ quay chi tiết, chạy khu nào đẹp thì mình sẽ quay. Cùng nhỏ ha. Nó bay người hết nguyên cái đồng ví dụ đây nè. Cái tiền mình phát triển mạnh lắm. Đất đai là quá trời. Mình đang xây dựng sân bay á, đang có sổ bất động sản mà. Vừa nghe anh ý cũng nói em là anh kêu đánh giá rồi. Ảo.
cái việc sân bay thì cuối cùng nó cũng phục vụ là khách du lịch đông hơn, chứ nó đâu có phục vụ cho cái việc dân sinh gì đâu. Mình ở thì đến ở đâu ở nhiều hơn, có thể là đến đông hơn, có thể là nhu cầu của khách sạn đông hơn. Một cục pin là bay hết nguyên khu resort ở Phan Thiết. Không biết aroma ở đâu ta? Để bay coi. Và tôi dùng dòng coi. Nó tìm thấy luôn á. Đây cũng lâu rồi chứ, 5-6-7 phút rồi nè. Cửa dưới 50% pin là mình cho về cho chắc ăn. Lúc quay ngược lại cho nó ra cái cửa biển mình thấp thấp xuống. Đẹp cục khác đấy. Cục này quay tổng thể thôi. Cái chỗ này cũng thấy không thấy đẹp bằng hồi xưa mình thấy hồi trước mình đi qua chỗ Hàm Ninh, Vạn Ninh phải. Mình thường thấy đúng không? Đúng rồi. Chỗ bạn thấy nó hùng vĩ lắm. Thấy còn núi non đấy. Vâng. Trùng trùng điệp điệp nó hùng vĩ. Trình đi qua đi ra chỗ Cam Ranh á, Cam Ranh cũng đẹp lắm ha. Khu đó nó đang xây dựng mạnh lắm. Đẹp hơn. Trong Khánh Hòa á. Khánh Hòa. Vùng Khánh Hòa là thấy cái vùng hùng vĩ. Hùng vĩ hơn, nó có một bên biển, bên núi. Núi cao. Tín hiệu đã báo yếu. Thì tôi sẽ quay về thôi. Rồi, tôi quay về. Này nó kêu được gì 2-3 km chứ 1 km rồi là thấy muốn rớt. Rồi về đi về, gần hết pin rồi, còn 50% đâu. Ý là nó có cái cam cam. Cái động cơ cánh quạt cho nó ngốn pin kinh khủng. Bên này bao nhiêu ấy? Rồi gần về rồi đó. Mấy cái nhà mà bên đường này nó lại nên không bị dính với mình. Trong dạo mình quay về.